Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Thế Anh. Và ngày hôm nay thì Thế Anh lại vừa thêm một mẫu hatchback nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Hàn Quốc nhé. Sản xuất năm 2007. Đó là mẫu xe Hyundai Getz bản Click. Trang bị động cơ là 1.4 bản số tự động, màu xanh dương và mang biển 29A52372 này, tên tư nhân biển thủ đô. Tổng thành sơn xi của em nó này còn khá đẹp luôn nhá. Đăng kiểm của chiếc xe thì đến tháng 11 năm 2021 này. Các kính này, các kính thì là còn nguyên bản quý vị nhá. À, chiếc xe này thì cam kết cho quý vị là keo chỉ zin, máy số zin xe không lỗi nhá. Ô đồ chuẩn của em nó là có 14 vạn thôi. Xe đi cực kỳ là ít luôn quý vị nhá. Rất là ít luôn. Đây một chiếc xe là còn zin toàn xe, từ keo chỉ máy số đây. Đèn pha nguyên bản này, mặt ca lăng đây. Dàn lốp thì vẫn còn rất là mới nhá, bốn quả rất là mới luôn. Tai đông này vẫn còn nguyên này. Bộ mâm đa chống nguyên bản này. Bộ mâm 185/60R14. Màu xanh dương. Đây về nội thất đây, em sẽ cho cả nhà cùng tham khảo này. Ghế bọc da hai màu này. Vô lăng tích hợp các phím bấm này, ba chấu này. Túi khí an toàn. Đây vô lăng không vết mòn luôn quý vị nhá. Một chiếc xe đẹp xuất sắc luôn. Đây, cảm biến lùi này. Đồ nhựa nội thất đây. Rất là mới, rất là đẹp luôn nhá. Một chiếc xe 2.7 đẹp như 2017 luôn. Màn hình Android này, siêu to khổng lồ này. Chế độ sấy ghế này. Chân nỉ nguyên bản quý vị nhá. Chân nỉ nguyên bản rất là sạch sẽ. Táp lô táp đi đây. Gương kính chỉnh điện cụp xe. Chiếc xe này thì cam kết cho quý vị là keo chỉ zin nguyên nhá. Xe không có tai nạn, không ngập nước, nên là quý vị hoàn toàn yên tâm với chất lượng của xe. Các chi tiết khóa cửa này, ốc bàn này này. Tem mác đây nhá. Một mẫu xe nhập khẩu Hàn Quốc, chất lượng thì rất là tốt rồi, vô cùng là tốt rồi. Và dòng Getz này thì là một trong những dòng chạy rất là đầm chắc của phiên bản hatchback quý vị nhé. Một trong những mẫu xe chạy đầm chắc nhất trong phân khúc hatchback. Cực kỳ là chắc xe, chạy rất là sướng luôn. Đây, táp lô táp bi đây. Rất là đẹp luôn. Hệ thống khung gầm này. Khung gầm sàn này. Khung gầm sàn không mục mặt chút nào quý vị nhé. Đó. Dàn lốp mới tinh luôn. Cảm biến va chạm này. Màn hình cam đùi đầy đủ hết rồi. Mọi người quan tâm đến xe thì cứ liên hệ cho Thế Anh theo số điện thoại 0354152888 nhé. Để được bác chủ xe độ thêm bộ loa bom này. Lốp sơ cua đây. Lốp sơ cua này. Khung gầm bọc dán chống ồn rồi. Khung gầm sàn này, lốp sơ cua đồ đạc kích lốp đây. Đầy đủ hết mọi người nhé. Khung gầm sàn không mục mọt, cam kết cho quý vị là không mục mọt. Nên mọi người yên tâm nhé. Các chi tiết đồ nhựa đây. Nội thất đây. Rất là sáng, rất là sạch sẽ. Cam kết quý vị là không một lỗi nhỏ luôn nhé. Không một lỗi nhỏ luôn. Đẹp xuất sắc luôn. 175 triệu đồng là quý vị đã sở hữu được một mẫu xe nhập khẩu số tự động. Rất là nhỏ gọn, đi lại các đường phố ngõ ngách thì cực kỳ là tiện lợi rồi. Một mẫu xe khá là cơ động quý vị nhé. Đồ đạc thay thế bảo dưỡng thì tìm rất là dễ và rất là rẻ luôn, cực kỳ là rẻ luôn. Đây, táp lô táp đi đây. Các tay nắm này, ở trong này được mạ chrome rất là đẹp nhé. 175 triệu đồng. Đấy, quý vị quan tâm đến xe thì cứ liên hệ cho Thế Anh nhé. Theo số điện thoại 0354152888. Và mọi người đang xem video đầu tiên em thì vui lòng cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh để cập nhật tất cả những mẫu xe bên em mới về bên cửa hàng nhé.
Bên theo anh thì có mua bán vận chuyển trên toàn quốc tất cả các loại ô tô cũ đã qua sử dụng. Đấy, mọi người có nhu cầu mua bán hay là trao đổi thì cứ liên hệ cho em nhé. Đây ô đồ của em nó đây. Hơn 14 vạn một chút thôi quý vị này. Đây, màn hình siêu to khổng lồ đây. Đây, chân phanh này. Chân ga này. Không vết mòn luôn. 175 triệu đồng thôi. Giá trên thì có lọc lá cho bà con nhé. Thì chúng ta lấy xe. Đây. Máy đây. Máy rất là khô ráo, rất là sạch sẽ quý vị này. Rất là sáng luôn này. Không chảy dầu mỡ. Nó êm không rung giật. Máy số còn zin quý vị nhá. Đây một chiếc xe không một lỗ nhỏ luôn. Nổ rất là êm, không rung giật. 175 triệu đồng. Đấy, quý vị quan tâm đến xe thì cứ liên hệ cho Thế Anh nhé. Xe số điện thoại 0354 152 888. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tới nhé.